Dạ xin chào cô chú anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Nhung nha. Và hôm nay em giới thiệu đến anh chị mẫu xe thương gia đời cao mà giá thì thấp, Kia Sedona 2020 nha anh chị. Lăn bánh 75.000 cây mà chất đẹp như xe 5-60 ngàn. Mời anh chị cùng em đánh giá chi tiết với một cái mức giá vô cùng đẹp hôm nay để anh chị sở hữu. Em Dung chào chỉ có 860 triệu thôi. Giá này lên xem xe gặp Thảo Dung, em thương lượng giá tốt nhất cho mình luôn nha. Rồi đầu tiên em mời anh chị đi một vòng quanh thân xe nha. Mình xem qua độ bóng nước sơn nè, phom dáng thì chắc quá quen thuộc với cô chú anh chị rồi. Dập nổi trên cabo nguyên bản ha. Đèn của mình thì còn trong veo nha anh chị. Đây, cái mẫu mới này, đó nó y chang cái chiếc 218 bên màu đen bên kia. Đó, tại vì cùng mẫu mà. Mẫu này là mẫu mới nhất rồi. Đó, 4 cái bóng led dưới này ha, phần mạ rơm nè, cái màu trắng dưới đèn nhìn rất đẹp nha anh chị. Đó, mặt lăng thì cũng còn sáng trưng. Nói chung là xe bên em thì chuẩn chỉnh hết cho anh chị dễ mua. Đăng kiểm và đường bộ thì đều còn tới tháng 7 2026. Xe này là biển Sài Gòn và đứng tên công ty nên là xuất hóa đơn được cho anh chị luôn nha. Mối nói mình còn liền khích nè. Đó, mâm rất đẹp luôn anh chị. 70 mấy ngàn mà anh chị nhìn cái mâm không xước xác gì luôn nè. Đó, còn sáng trưng bóng lón à. Nè, nhìn cái bố thắng nè anh chị. Cái đĩa bố thắng còn rất là mới luôn. Vỏ này thì mới thay hồi tháng 4 2024. Michelin còn rất là cao, mình đi được nhiều, tiết kiệm nha. Đó, phục dấu son còn đầy đủ nè. Đây, cái lượng chỗ này là nước sơn zin nha anh chị. Đó, mẫu xe MPV cởi đại ha, vừa to vừa dài vừa rộng. Rồi, keo chỉ động cơ hộp số là nguyên bản, có văn bản chứng nhận cho anh chị dễ mua. Táp bi này thì cũng là da, rất là êm, ớt giả gỗ rồi, sang nè. Kính auto tất cả ha, và mấy cái này anh chị thấy nè, còn mới tinh luôn á, 75 ngàn mà sự chất rất là đẹp nha. Táp lô còn cao nè, 2 cửa sổ trời trước sau ha. Đó, không gian thoáng đãng. Rồi nhìn cận giúp em chất ghế nè, đó. Còn căng đét luôn nha anh chị, ha, rất là đẹp. Đó, đục lỗ còn mới tinh nè, căng lắm. Và cái mẫu mới này thì mình có ghế chỉnh điện cả hai bên luôn, ha, rất là tiện. Nó option thì đầy đủ rồi, mấy dòng này thì anh chị lên ưng lấy về đi thôi. Đó. Lên bước xuống không có trầy xước gì hết ha. Rồi, keo chỉ cửa nẻo là nguyên bản nha anh chị, cửa lùa điện hai bên. Đó, điểm ăn tiền của chiếc xe này là cửa lùa này và cái ghế này có lối đi ở giữa ha. Bước ra phía sau không ai làm phiền ai hết, rất là tiện luôn. Và hàng ghế sau này thì nếu mà mở lên là anh chị ngồi được 3 người lớn nha, ngồi tựa lưng để chân rồi là thoải mái. Còn đây là mình đang cặp xuống là cốp siêu rộng luôn. Còn cái hàng ghế này thì quá tuyệt vời rồi ha. Đó, đã lắm anh chị. Bên em cũng tách ẩm khử mùi diệt khuẩn rồi nên sạch sẽ thơm lắm. Anh chị lên ưng là yên tâm lấy về đi, không có sợ mùi ẩm mốc hay là mùi hôi chịu trước gì đâu. Chất ghế thì cũng còn căng đét, êm ái mịn màng, đã lắm. Cổng sạc, cửa gió thì mát rượi rượi luôn. Cái dàn lạnh phía sau thì điều chỉnh ở đây ha. Xe nào thì em cũng có báo cho anh chị rồi. Đây, đó, đóng lại rất là nhẹ nhàng luôn. Dễ đi, dễ sử dụng lắm anh chị. Giặt nổi rồi thẳng tắp á. Nè, ôm dán anh chị xem nè. Đó, em đi chi tiết luôn. Đó, vừa to, vừa dài, vừa rộng mà lại tiết kiệm nhiên liệu nha. Xe to nhưng mà tiết kiệm lắm. Rồi mâm nè, không có xước xác gì đâu. Đó, anh chị nhìn nè. 70 mấy ngàn mà mâm đẹp cực kỳ không? Đó, vỏ thì còn khá là cao nên mấy cái này về đi tiết kiệm lắm. Nè, màu trắng ánh ngọc trai ha, rất đẹp. Đây anh chị, đèn còn nguyên bản theo xe. Bản luxury này là bản dầu, bản full nha, đầy đủ option hết. Cốp điện này là zin theo xe luôn. Đó, rất là nhạy và cốp thì quá rộng rãi rồi, để đồ này kia là anh chị để thoải mái. Dựng cái hai cái mấy ghế này lên là mình sẽ có một cái cốp siêu rộng luôn, để đã luôn. Còn hạ xuống mở lên là ngồi 3 người lớn là ngồi vô tư ha. Ở tất cả các cửa kính thì anh chị đều có cái rèm che nắng hết nha. Đó, mấy cửa đằng trước, để ra cửa đằng sau này cũng có, và hai bên thì đều có bệ tì tay và để ly. Đầy đủ cổng sạc cho mình luôn. Nên là mấy mẫu này thì nó rất là đa dụng. Sử dụng gia đình hay chạy công ty hay là anh chị chạy dịch vụ thì quá tuyệt vời rồi. Cốp điện zin theo xe, đóng mở nhẹ nhàng, có một chạm thôi, rất là tiện dụng. 2.2 máy dầu, tiêu hao nhiên liệu nó tầm khoảng 6 lít mấy cho tới khoảng 7 lít mấy nha. Mấy dòng này thì anh chị đi lợi dầu lắm. Rồi, ở chỗ này nó hơi chật nên có gì anh chị thông cảm giùm em ha. Một camera với là 4 cảm biến. Còn dưới này cái gầm nè. Đây, anh chị nhìn xe vậy không nghĩ xe 70 mấy ngàn không? Đó, chất đẹp cực kỳ luôn á anh chị. Đó, tương xứng luôn. Đó. Xe đi hơi nhiều nhưng mà giá rất hợp lý mà chất xe thì đẹp. Em thấy là khá là hợp lý luôn á anh chị. Nè, nhìn cái gầm nè. Đó, xe đẹp cỡ dày nè. 2020 mà có 860 triệu thôi. Đó, xem xe em Dung có thương lượng cho anh chị mua nhanh luôn nha. Mâm không thấy xước xác gì luôn. Ở trong nó còn mới tinh nè anh chị. Đó, vỏ này thì thay hồi tháng 10 2023 nha. Đó, đây, còn khá là cao nè, mới tinh nè anh chị. Nên là lên ưng là lấy về đi thôi chứ. giá hợp lý quá chừng luôn. 2020 mà có 860 triệu nè, cửa lùa quá tuyệt vời rồi. Bước lên bước xuống này đâu thấy chày xước gì đâu nè. Chất ghế thì không hề bị bể chân kim luôn đó, rất là đẹp, còn căn đầy lắm. Hai cửa sổ trời nó tạo cho mình một cái không gian rất là thoáng đãng nha. Đó, cho anh chị mua rất là dễ luôn nè. Đó, ở phía sau này điều chỉnh được luôn ha, tiện dụng cực kỳ. Nhà có ông bà cha mẹ lớn tuổi nè, hoặc là có bé thì đi cái xe này nó rộng rãi cả nhà lên, đi tới đi lui nó ngồi nó thoải mái anh chị, không có bị làm phiền ai hết. Và bước xuống xe thì cũng không phải mở cái cửa ra ngoài ha, không phải canh xe phía sau gì hết, nguy hiểm. Chỉ cần nhẹ nhàng đó, một chạm đóng mở, ai cũng sử dụng được và rất là tiện dụng luôn. Em rất là thích cái dòng xe Sedona bởi cái tính tiện dụng như vậy, đi gia đình là quá tuyệt vời luôn anh chị. Kính auto tất cả nè, nhớ hai vị trí ghế ha. 7 mấy ngàn mà anh chị nhìn cái chất táp bi táp lô rồi vậy thì quá tuyệt vời rồi. Ghế da chỉnh điện có bông lưng ha, cân bằng điện tử nè, rồi cảnh báo điểm mù trên gương đó, điểm mù nè. Đây, vô lăng ốp gỗ bột da, cái vô lăng thì chỗ này có hơi xước nhẹ một chút xíu ha, táp lô thì còn cao. 75.000 cây, anh chị cứ lên xem cái chất xe nó xứng đáng luôn á anh chị, rất là đẹp luôn á. Đó, 3 vùng lạnh độc lập nha, ai muốn mát sao mát. Và quay cận cảnh cho anh chị xem mấy cái tấm bảng còn mới nè. Đó, tuyệt vời luôn, mới tin nè. Chỗ này thì có sạc không dây, có dây ai muốn sạc sao sạc ha. Cái chỗ này là hay dùng, anh chị thấy nó còn mới không. Rồi phanh tay điện tử auto hold nè, sưởi ghế, sưởi vô lăng. Cái này mà đổi thành làm mát thì nó im hơn anh chị ha. Đó, chỉnh ghế từ vị trí phía sau, ghế chủ tịch mà. Hai cửa sổ trời, đó, ghế thương gia, không gian thì quá tuyệt vời rồi. Mấy dòng này thì đi lợi dầu quá chừng, nó tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều. Rồi em mời anh chị ra xem cái khoang động cơ nha, xem 75.000 thì động cơ còn đẹp không. Đây anh chị, động cơ hộp số mình nguyên zin nè, đó, cabo chưa ra nha, không biến dạng hay xô lệch gì hết, nguyên bản theo xe. Đó, xe bên em là chuẩn chỉnh như vậy, có văn bản chứng nhận cho anh chị dễ mua. Đó, 2.2 máy dầu ha, tiết kiệm nhiên liệu, máy móc thì nè, anh chị nhìn nè, đó, dấu son nè, đó, còn rất là đẹp nha. Đó, tươm tất hết trơn rồi, lên ưng ý là mình mang về đi thôi. 75.000 mà chất còn đẹp. Dạ rồi, xe thương gia 75.000 mà chất đẹp như xe 450.000 thôi anh chị. Kia Sedona máy dầu bản full. Bản full này thì anh chị có đầy đủ option luôn nha. 2 cửa sổ trời trước sau, 3 vùng lạnh độc lập, 2 cửa lùa điện hai bên, ghế thương gia và cốp điện. Thiết kế thì nó không quá cầu kỳ như nha anh chị, nhưng mà cái form này mình đi rất là bền form ha, nhìn nó rất là đẹp nha. Đó, đơn giản vậy thôi, không có sợ lỗi thời ha. Tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều luôn. 2020 em Dung bán có 860 triệu thôi. Giá này lên xem xe gặp Thảo Dung em có thương lượng nha. Và đừng quên là em Dung vẫn đang cần thu thêm nhiều xe nữa. Mong là cô chú anh chị có xe đẹp cần bán hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em. Chỉ cần xe đẹp không lỗi là em sẽ thu cao, cao hơn thị trường, nhất là xe đi ít là sẽ thu cao nhất luôn. Nên mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, nhớ ưu tiên cho em Dung nha. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.